Bác nào cần dao? Cứ alo cho mau. 0947640046. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Hôm nay anh em mình đi sinh tồn mọi người ạ. Mấy anh em mình đang ra chỗ đồi này để thiết kế một chỗ sinh tồn. Ở dưới này là sông suối nhá mọi người nhá. Còn trên này là rừng rậm Amazon. Đấy, rất là nhiều đồ ăn và nói chung là nhiều thứ lắm. Anh em mình có đem đi rất mây cho mọi người xem đồ đạc của anh em mình đây. Đấy. Đó ra. Dụng cụ chiến đấu của anh em mình. Đấy, dụng cụ chiến đấu nhá. Có gia vị. Dây này, gia vị để chế biến ẩm thực nhá. Gia vị này và một chiếc nồi nho nhỏ. Một chiếc nồi nho nhỏ. Đó rồi. Cái hôm mà nước nó mát mát như hôm nay ấy, thì khả năng có bóng nó vào bờ nhiều hơn. Xem cảnh có phải có trước có sỏi ấy, thì mới có bóng. Nước cạn quá. Bên này, bên này toàn kia thôi. Phải tìm được chỗ có sỏi nhé mọi người nhé. Đó, mình thấy cũng khá là nhiều bóng rồi. Nhưng mà chưa thấy bóng to. Vất vả khoảng tầm 15-20 phút thì anh em mình mới tìm được đến cái bãi sỏi nó ưng ý nhất nhá. Tại vì những cái chỗ như thế này mới nhiều bóng này. Đây. Thấy chỗ ui, cả một đàn luôn nhá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi tạo ổ cho bóng nó vào ấy, xong rồi bắt đầu mới dùng cái dụng cụ để hớt hoặc là dùng cái tay để vớt lên nhé mọi người nhé. Anh em mình đang đi trời xoài để tí nữa nấu canh bóng các bạn. Khéo ngã nhá. Thấy chua à? Ngọt đây, thấy ngọt. Thấy ngọt đó. Ủa, dụng như đầu bão ấy. Anh em mình đang đi chặt cây để về làm lều. Đang quét đấy. Quét dọn như đấy. Ui, ông mật. Ờ. Ừ. Hình như có tổ, hình như có tổ rồi. Ơi, hình như tổ ông mật. Có một tổ mọi người ạ. Như nó trong khe nào. Nó vừa đốt tao rồi. Đốt rồi. Mau đệ ơi. Mau đệ ơi. Ở đây ổ ông mật này. Ông mật đâu? Nghe biết được to không? Không, nó ở trong cái hốc cây này. Ừ. Đây anh. Hả? Nhưng mà nó ở trong rõ hốc trong cây ấy. Có này. Chạm ngu. Ui ôi, chỉ chạm ấy. Đây anh, ra đi đây xem. Đây này, lỗ này. Đây, lỗ bên này đều có. Nó ở trong lỗ thì lấy kiểu gì? Từ. Hun khói, hun khói, hun khói. Thấy ông mẹ nó bay ra chưa? Đây, bên này nhìn nhiều rồi này. Hả? Chưa anh? Đây, đấy, thấy chưa? Thấy mẹ nó bay ra. Bên này, bên này. Đâu. Đây. Ở đây nhiều mọt đấy anh ơi. Ở đây nhiều rồi luôn. Đó. Ui. Ừ. Đây, cho mọi người. Thấy không? Thấy. Chặt xong hun kìa. Nhưng mà bây giờ lấy nào được cái to rồi. Bây giờ làm nào lấy được? Đéo đâu, lấy gì mà đéo. Đéo dần dần này. Hả? Tổ này chắc chắn là nó sẽ hai bên này luôn. Nó phải hai bên này luôn. Ở trong. Hai thân luôn. Ừ. Ở trong này. Nơi mà đem cái cưa máy. Đéo lên đây. Gọi ai mang cái cưa máy đi nhỉ? Thôi đéo đi, đéo đi bọn đây. Rồi cho mọi người xem lại cái tổ ong mật đấy nhá. Nó làm trong hốc. Nó làm trong cái hốc. Vù cái tai. Để đem lên xem tổ nó thế nào. Mẹ nó bé nhỉ? Ông mật thì mẹ nó bé rồi. Hiện tại bọn tôi vừa đi chặt cây xong nhé, các bạn nhé. Đây là Tiến Vượng đang dọn nơi để là anh em bọn tôi làm mà lều.
đợi cá vào mình sẽ thiết kế một cái để lùa cá nhé, để bắt cho dễ nhé mọi người nhé. Có thể dùng rổ đấy, nhưng mà rổ nó sẽ có cái khe ở dưới. Tí nữa mọi người mình quay lại cho mọi người xem nó sẽ dễ hiểu hơn nhé. Bây giờ mình sẽ tạo những cái lỗ, cắt cái can này ra, cái can đựng nước này ra để dùi lỗ hớt cá bống từ ngoài vào trong. Đấy, sau này nó sẽ nằm hết vào trong này. Nó sẽ đơn giản hơn là mình dùng tay nhá. Đó, vậy là mình đã tạo ra được một cái để bắt bống rồi nhá mọi người nhá. Mọi người đã hiểu ý nghĩa của cái này chưa? Tôi sẽ đặt vào cái ổ mà anh em mình tạo cho bống nó vào ấy. Đó, sẽ dồn nó vào dần lên bờ là hớt nó lên. Đó. Đây là một cách bắt bống nguyên thủy nhé mọi người nhé. Nguyên thủy nữa thì có thể dùng tay, nhưng mà thế này gọi cũng là nguyên thủy lắm rồi. Đó, bây giờ sẽ sang bắt bống đã. Tên 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 tên. Cuối cùng một cái lều thật là đẹp do ba chàng trai đẹp trai đã làm xong. Đây là Đạt nhé. Đạt là một người rất là tích cực đi chặt cây để về cho anh em làm nhé. Tính ra sinh ra chắc là con của núi rừng với bộ làn da rất là đẹp, vẫn chưa có người yêu nha. Tiến Vượng, một chàng trai đến từ Cameroon, cháu lai dòng máu của Dubai. Đấy, rất chăm chỉ làm việc. Các bạn thấy ngôi nhà của anh em mình đẹp không? Đây, để quay một vòng cho các bạn xem. Khu tí nữa là bọn mình nghỉ ngơi và bọn mình sẽ ăn uống tại đây cho nó mát mẻ. Trời đang rất nóng các bạn ạ. Hiện tại là phải đến tầm 2 giờ chiều ấy. Từ lúc mà anh em mình làm tầm khoảng 10 giờ đến 2 giờ chiều. Không biết là Mao Ca, Mao Đệ đã đi kiếm được đồ ăn cho bọn mình chưa, chứ bọn mình thấy bọn mình đói lả người lắm rồi các bạn. Bống, tình hình bống không anh em mình không tìm được chỗ nó có nhá. Phải sang tận bên... chỗ người ta hay đánh bóng ở bên chỗ đường cái sỏi tít bên kia cơ. Nhưng mà nắng quá anh em mình không thể bắt được bóng. Thế nên là anh em mình sẽ quyết định là đi vớt những cái bát quái mà ngày xưa người ta đấy. Chớ cá, đi to thế. Chết rồi. Những cái bát quái, cái lờ bát quái mà người ta thả xuống để bắt tôm cua ốc hến các thể loại cá luôn đấy. Nhưng mà khu vực này người ta bỏ hết rồi. Bây giờ anh em mình đi mót lại. Nên là ở đồi này rất là nhiều đồ ăn mọi người. Giờ bây giờ vừa xem đi bạn đây này. Rồi. Ăn. Ôi, cá chép, cá chép. Ôi. Phải túm cái này lại. Ui. Cầm chắc nha, cầm chắc chép nha. Đây là túi thần kỳ của anh em mình các bạn ạ. Wow. Cá chép. Có protein rồi. Protein. Đi ra đi. Đây là thức ăn của bọn mình trong đêm nay nha các bạn nhá. Ôi trời ơi. Bây giờ là phải 3 giờ chiều ấy nhỉ. Tầm đấy rồi các bạn ạ. Thành quả của đi mót của anh em mình nhá. Anh em mình đi đâu rồi? Ăn sợ chua lắm các bạn ạ. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ nấu một nồi canh chua. Ui dồi, cải tươi ngon nhỉ, hai con à? Mấy con ạ? Ui, mặc cái gì đấy? Cải tươi mới ngon nè, cải tươi. Đấy, ui. Ui, ui dồi. Cải tươi ngon nè. Có con to mắc không? Ui, con gì to hết? Chép. Đấy, đấy. Rồi, ra nhá. Ui, chưa. Siêu nhiều trôi nhé. Ui, tôm kìa. Canh này ngọt rồi anh ơi. Ngon kìa, tôm to kìa. Nhà tôm nấm bật hết ra ngoài này. Nhà tôm bị bóng. Nhà tôm bị bóng riêng ra. Đây, bây giờ nhá, sẽ đi mổ. Một thằng đi gọt. Ôi, sao ngọt rồi. Không có sợi chua. À, thế lên lấy cái lá rồi. Lá chua chát đấy. Ông Đạt, ông đi lấy dính cây xoài ngọt rồi. Bây giờ hai thằng lên lấy cây cây rừng sẽ nấu món cá với cây rừng nhé mọi người nhé. Cá hổ đốn. Bây giờ mà mau đi à thôi
Thì Mao Đệ với lại đặt cho Săn đi kiếm lá đi. Anh mổ cá và phân chia cái đống này ra. Những cái con nhỏ này sẽ không phải mổ nhá mọi người nhá. Bỏ riêng ra để rửa qua thôi. Thế lấy cái rổ đây, bỏ riêng ra. Những con như thế này cũng không phải mổ nhá. Đó. Những con tép này không phải mổ, chỉ mổ những con cá to này thôi. Cái này có quả ngọt, có quả chua. Nhặt 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 những cái con nhỏ ra. Tí nữa con nhỏ này chỉ rửa qua. Con tôm con bóng thì cho ra vào sáu. Tôm này là tí nữa Mao Đệ đi hái canh chua rồi. Ui dồi ôi mọi người ơi. Hai chú cháu mình đi tìm mà hết một vòng rồi mới tìm được cái chỗ có lá chua chát này ạ. Nó giống kiểu cái lá lồm ấy. Chỗ mình cũng gọi là lá lồm nhưng lá lồm có hai loại. À, lá lồm rừng đây này. Ăn chua ngon lắm. Đây này. Úi dồi. Này. Chua ăn thôi rồi luôn. Đâu rồi? Chua. Nhiều nhỉ. Đây là tất chỗ đấy về nấu canh ăn cho nó phê. Chua mát ngon. Này là nhiều chứ. Vâng. Đấy, đây là tất cả đồ ăn của anh em mình nhá. Tôm tép đấy, và cá lớn. Còn đây là cái món rau rừng, lá rừng mà Mao Đệ với đặt cho Săn đi hái nhá. Có hái gì là ngon không đấy? Đây không phải là ngon thôi đâu. Rồi. Đôi mình không có đâu. Không có đâu, có hết. Này mình đem cái chảo hơi bé cho mắm muối mới chín Mao Đệ. Ok luôn anh, để em cho. Anh cứ yên tâm vào tay nghề với em. Được chưa? Ok. Lá này nó sẽ tạo độ chua nhá, nó rất là chua. Thôi. Cho mắm muối. Cho tí, cho tí vào. Ừ, cháu bắt đổ cả chai. Đồ. Nhưng cần cho nước vào là gì? Cho nước mà. Cho tao xem có hài gì nào ngon không đấy. Tí chết anh em đều chết rồi gì. Cả chết một đống còn hơn sống một mình. Đúng rồi. Cắt cơn. Cắt cơn đấy. Cơn về đấy. Lá này rất chua, nước. Em gọi là gì nhỉ? Có họ nhà dê đấy. Ăn anh cứ ăn không chết đâu. Anh cường. Anh cường dê không ăn không chết đâu. Chứ nó nhảy cho cá nhỉ. Thêm tí nữa. Hôm nay anh phải ăn thử lá ngón anh cường. Không phải thử, anh ăn cường ăn suốt thì... Ăn lá ngón thì không chết đâu. Dê ăn lá ngón không chết. Nhưng mà dê người thì chết. Đấy. Ok. Đợi nước sôi thì mới cho cá vào nhá. Không nó tanh mọi người ạ. À, anh em mình ra đây từ sáng rồi, bây giờ ai cũng đói bụng lắm rồi, biết thế là mang ít mì tôm nữa. Nhưng mà thôi, đã sinh tồn rồi thì không được đem đồ ăn. Hôm sau nhá, anh em mình sẽ chia team. Mọi người muốn anh em mình chia team ra thi đấu ẩm thực sinh tồn không mọi người? Ẩm thực sinh tồn ở ngoài này sẽ... Ừ, được hết nhỉ? Chia team. Chia team. Hai team. Hai team ra. Sẽ chơi thi đấu ẩm thực sinh tồn. Không được mang bất cứ đồ ăn, đồ uống gì kia nhá. Chỉ có mang dao kéo này. Thớt. Rồi gia vị. Đấy. Còn không được dùng những cái thứ khác. Em mới đặt cho Săn cùng thế chấp anh mới vào đi. Ôi. Cái gì các bạn thấy? Anh cứ tin tưởng em. Đây, đây là địa bàn của em mà. Này, các bạn thấy cái địa bàn sáng nay này. Bao nhiêu năm chiến trường thả bò ở đây đấy. Nó là cổ ba anh em đẹp trai nhá. Đây là quả lều của ba thằng ở lại làn này, nhìn trông tồi tàn rách nát. Uy tín luôn, uy tín. Được, nếu mà mình chấm điểm chắc được khoảng tầm 6 điểm. Nhì. Đấy, 6 điểm. Được. Ấm, này. Kín, không nắng. Nhưng mà thế này á, dê, rắn cắn, dê cắn. Ừ, đấy. Người ta làm lều, bắc lên trên nè. Nhưng mà được cái vào đây khá là mát. Ok. Ừ. Đấy. Cũng khá là mát nha, nhưng mà... Ở được ban ngày thôi. Tình toàn quá, chỉ ở được ban ngày thôi. Khả năng mai mình sẽ tự tay làm lấy một cái lều để ở ban đêm. Đúng rồi. Mình làm thì nó mới chất lượng. Bọn này không biết làm. Ừ. Mặc dù là
Cả sáng giờ đi kiếm thức ăn các bạn biết rồi đấy. Rồi, rồi thôi. Thức ăn mình với Mao Đệ là đi bắt. Chính ra định là bắt theo kiểu cổ xưa nhất, bắt bóng bằng tay với kia thôi. Chứ còn nếu mà đi xuống kia thăm lưới, thăm bẫy của người ta. Gọi là mình vẫn là đi kiếm được đồ ăn. Gọi là vẫn được kiếm đồ ăn. Hôm sau thi đấu ấy, vẫn được phép xuống kiếm lờ bắt quái của người ta để đổ nhá. Cái như cái lờ bắt quái này người ta để từ khá là lâu rồi, bỏ hết rồi. Thế nên là có thể tái sử dụng được. Có thể lấy dao đào run lên xào cũng được. Đào muối, lấy muối chua. Này này. Ừ. Ấy ơi, hôm sau anh em mình phải đào muối chua rán nhờ. Hoặc là... Món ấy. Bên đây có ít muối mà. Mình nghĩ ra một món siêu kinh điển. Món gì đó? Không có ai có. Em nghĩ ra một món siêu kinh điển. Rồi, ok, hôm sau... tiêu chí hôm sau để thi đấu ẩm thực sinh tồn sẽ là như sau. Thứ nhất là ngon. Thứ hai là về thẩm mỹ là phải đẹp. Đấy. Thứ ba nữa là món ăn độc lạ. Đấy. Và giàu dinh dưỡng. Đấy. Và thứ tư nữa là... Thôi, ba tiêu chí thôi. Ngon, độc và đẹp. Bố dế. Độc chỉ có lá ngón rồi. Các bạn biết được độc lạ ấy. Cái ý tưởng món độc và lạ của anh Cường và Mao Đệ là biết ý tưởng gì đấy? Có rồi. Biết rồi. Ui. Cho nhanh, để cho nhanh, đói lắm rồi. Ui, thôi luôn, đói nướng bằng lá nó nhanh luôn anh ạ. Cho lá là nó bốc nhanh. Rồi, thế thôi. Ê. Đủ chưa? Từ từ. Nên sôi nhỉ? Cho nước nó cho cái lá nó quên mất không vỏ cái lá ra cho nó chua. Chua. Nó chưa được chua. Thế nên là phải ninh cho cái lá này nó chua lên đã nhé mọi người nhá. Nó sủi hẳn đã. Ừ. Mọi người thấy thêm ba anh em mình làm lều này đẹp nhá. Nếu có cặp đôi nào nhá mà muốn kêu ba anh em mình thiết kế kiểu đi du lịch. Đấy, đi núi cắm trại. Đi du lịch người ta mang lều vắt, giúp vắt sao. Còn đáng thiên nhiên. Thiên nhiên thế này nó mới đẹp nhá. Đây view. Là lều xả bò. View này mà lều chụp ảnh. Tôn. View này mà chụp ảnh hơi bị đẹp ấy. À, wow. Ấy, cá nó à, lá nó chua rồi nhá. Ừ nhá. Ui giời. Ui giời. Ngon đấy. Sủi luôn. Tí nữa ăn cá chua hết trời á. Ăn cái này ăn sủi mới ngon nhá. Này mà cái nồi hơi bể. Kì. Cá con chắc nó cá tép vào. Tí nữa. Ấy da. Nổ bóng bóng. Bắn bóng bóng. Bóng bóng đâu rồi? Nổ. Trong. À chỉ trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi nhá mọi người nhá. À, cá không được chín quá. Chín quá nó sẽ mất ngon. 2 đến 3 phút cho chín là ngon. Còn con này thế thôi. Lên xuống là chín này. Ăn tái nhỉ. Trắng mắt là chín mà. Đấy, con này trắng mắt rồi. Rồi, chín rồi. Rồi, chín rồi, đổi màu rồi. Đây. Em nướng. Ăn đi. Đổi màu. Chưa, chưa đổi màu. Đổ luôn cả ở đấy vậy. Nào, bỏ ra. Ơ, bây giờ cho đổ màu đấy. Ôi. Đây. Bơi để, bơi bơi mất. Mọi người thấy nồi canh của anh em mình ác chiến không? Ta mày bơi ở mồm. Chuẩn bị đây, thấy chưa? Úi, chà chà chà. Nào, chuẩn bị dọn chỗ đi, dọn chỗ đi. Dọn chỗ đi, chỗ ở trong nhỉ? Đây, cho mọi người xem lại nồi canh của anh em mình nhá. Úi, chà 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 chà. Phê chưa, phê chưa? Nào. Úi, úi, cái lá keo nó vào đây. Đắng ngon lắm. Nào, con rời tránh ra. Đây. Sao, mày xoài làm kìa. Đây. Chà chà. Đây. Nào, chà. Thôi, đạt tạm thời nhịn tí để cho mọi người xem nhá. Trong tí anh đổi ca cho. Ok. Camera, camera giơ rất dãi vào màn hình. Đói rồi. Đói quá. Cá nấu kiểu này là auto ngon luôn nhá mọi người nhá. Gì đấy. Còn đang đói nữa. Tại vì thứ nhất là đói và thứ hai nữa là... Cắt cơn con tôm à. Mời tất cả mọi người nhá. Ủa, thơm thế. Mời tất cả mọi người nhá. Các bạn nhá. Ôi cái nước mọi người nhá. Nghe mà có gói mì tôm nhỉ. Ngon à. Sinh tồn lại ăn mì tôm. Đấy là ao ước. Người nào chẳng có ao ước. Biết là sinh tồn rồi. Sinh tồn mà để Mao Đệ, Mao Ca đi kiếm thức ăn thì rồi hôm nay rõ không thì chưa nói thật với các bạn gì có ăn đầu gối rồi được hôm sau thi đấu
Một mình anh chấp tất. Mau để lại bảo lại mình em làm tất. Con cá này là con cá mương nha mọi người nhá, rất là ngon. Ăn nước, ăn lá ngon lắm nhá. Quần lá. Ăn lá này ngon lắm mọi người. Con cá mương này không mổ nó trong ruột nó còn đắng đắng rất là ngon. À, mình chỉ thích ăn lá này thôi. Ngon lắm. Tuyệt vời. Mời tất cả mọi người nha, mình thử hút canh nước này. Lá này chua mà có nhớt nhớt của lá nữa nha. Chua ngon lắm người ạ. Và ăn nhớt nhớt nữa. Trong Gia Lai làm gì có cái lá này. Trò lao. Đố có đấy. Biết lá gì không? Biết lá gì không? Không? Có. Lá tên là gì? Lá tên là gì? Trong đấy nó gọi bằng tiếng địa phương không biết. Tiếng địa phương là cái gì? Mọi người biết tại đây sao gọi là thế trạng rồi đấy. Chẳng có một ai. Đừng bảo ở đâu không có, ở đâu cũng có. Thì lá thôi. Mình giải thích với mọi người cái tên thế trạng. Người mới đầu lên đây anh em mình không gọi là thế trạng đâu mà hay gọi là công thế. Công thế, nhìn bảnh bao đẹp trai lắm. Đấy, nhưng mà nói một câu ra ấy, là cả lũ chửi cho. Cứ nói một câu siêu cái. Bốc phép, siêu bốc phép. Mình là thuộc dạng hay nói đạo lý. Đàn em anh Huấn hả Hồng? Thề với các bạn nha, thế có phải hôm nay không? Nếu ví dụ mà không có người đi kiếm thức ăn để ăn thì đến khi nào mới được ăn? Bắt đầu lại bảo mình lại nói đạo lý ra chửi. Đây là mình chưa thích thôi nha. Này, không kiếm được thức ăn nhá. Mình đi xuống dưới kia nhặt ốc, đấy, mỏ chai chai, đầy thứ ăn. Đấy là... Nấu canh này không hút nó cũng được anh nhỉ? Nấu canh lá. Nó phải trứng chanh nhau. Cuối cùng mình không được cái gì. Hiểu lý do tại sao vậy ạ? Cái cá này nếu mà rán giòn lên thì không phải bỏ xương là nó rất là nhiều xương. Nhưng mà giờ này thì xương xương cũng hết nổi. Có nhỉ, cá trôi này anh ạ. Cá trôi này ngọt thịt lắm. Cá nào cũng ngọt. Wow. Cá trôi là ngọt thịt nhất mọi người ạ. Một cái ăn nước chua chua nữa. Hết chưa rồi. Mà đi ra đổi sinh tồn này thì có một cái là có hai điều. Một cái là vui, cực kỳ vui. Nhưng mà một cái thì hơi mệt một tí. Nhưng mà đổi lại là thoải mái lắm mọi người ạ. Ở nhà ăn như món này bình thường không ngon đâu. Ra đây ăn mới ngon nhá. Ở nhà nấu kiểu này thì vẫn ngon. Nhưng mà kiểu ở nhà nó lắm đồ ăn quá ấy. Ra đây phải tự kiếm đồ ăn từ sáng đến giờ. Bây giờ mấy giờ đó? 3 giờ. Ra đây quán chạy. 3 giờ ra? 3 giờ. Từ sáng đến giờ 3 giờ rồi. Phải hoạt, nên động, là phải hoạt động ăn hoạt động nhiều ăn rất là ngon. Đấy là mình còn chưa thèm đem gọi là pháp bảo của mình ra để đấy. Pháp bảo của anh là gì? Cần câu. Có mặc tích cả. Cần nhưng mình câu bằng điện. Không, ngày xưa mình hay đánh kích thôi chứ bây giờ mình bỏ rồi mọi người ạ. Đánh kích hủy hoại môi trường các bạn. Đấy, kích tặc. Ở đây rất nhiều kích tặc. Không nên đánh bắt cá bằng những dụng cụ thế như thế. Giả dụ như anh em mình đi săn chuột, săn chim, săn kia các kiểu. Anh em mình không bao giờ dùng súng nhá. Mấy cả không bắt con. Mà không có súng, không mua súng dùng nữa. Người ta dùng súng rất là nhiều. Nhưng mà có anh em mình... Có đâu mà anh bảo mua súng dùng nữa. Bảo không mua súng dùng ấy. Anh em mình chỉ thuộc về săn bắt. Đầu cá rô. Mình tí nữa mình mút quả săn bắt bằng đồ vũ khí thô sơ.